Rồi em xin chào tất cả mọi người ha Thì hôm nay là ngày 11 tháng 6 lịch mình Cũng nhanh ha Cũng gần tới cái cử phân kế tiếp rồi ha Thì hôm nay em lên cái, với cái tiêu đề Hôm nay em muốn gửi đến Những anh em mà đam mê cái mai vàng Thì Cái cách mà mình sử dụng phân Thuốc Và cách phối phân ha Cho mai vàng như thế nào là đúng Và như thế nào là hợp lý ha Thì cái đúng ở đây và cái hợp lý ở đây thì một chút xíu nữa em sẽ nói rõ về cái vấn đề nó như thế nào là đúng và cái hợp lý thì uh, trước khi vào tiêu đề chính á <laughs> thì em cho mọi người xem ha đây là cái cây mai dảo tân châu nè cái cây này lâu quá em không quay lại nó ha thì uh, mọi người nhìn cái chậu này là nhớ rồi ha thì uh, đến thời điểm hiện tại bây giờ thì mọi người thấy cái tàn uh, mặc dù em cũng ngắt ha em cũng chỉ chuẩn bị ngắt ha thì hôm nay nơi em mà mưa gió bão dữ lắm ha thì thời điểm này mọi người chăm cây mà đừng người cũng nên lưu ý ha lưu ý là cái thứ nhất về những cái cây ma những cây mai mà cái chậu cái, cái, tàn nó bự ha tàn bự nhưng mà cái chậu nó nhỏ và đặc biệt là trồng giá thể sơ dừa thì những cái cây mai đó nó gió dòng lốc dữ lắm ha thì lúc gài nó rất dễ bị lật rất dễ bị lật chậu ha như cái cây này hôm qua em xuống vườn ra em ngồi em vịnh luôn ha tại vì nó gió quá mà cái chậu này nó ốm nè ha ốm mà nó cao nữa thì mình thử uh, cao và gặp em để cái đôn cũng hơi cao lên tí nữa ha thì mình thử nó rất dễ uh, bị lật cái chậu lật cây còn những cái mai mà nhỏ 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 như hôm qua em là nó gớt ba ông cây ha tại mình kê cao với cái chậu nó nhỏ quá nó nhẹ thì nó hơi dễ bị ngã chậu ha thì em cho người xem thì đến tàn thì bây giờ nè người nhìn thân ha thì cái thân nó bị uh, cái chỗ này nó bị nóng nè ha có nguyên nấm nhưng mà không sao ha à, về cái co này thì lúc trước anh trồng nó cao hơn cái cái cái, cái miệng trọng chút nó khoảng tới đây ha nhưng bây giờ thì thời điểm bây giờ mình tưới thì cái giá thể nó bị sụp cái thứ nhất cái thứ hai à, cái tàn bên kia nó nặng hơn ha nó bị gió gió cho nên giờ nó đụng luôn ha nó đụng thì tới đây nó ngưng rồi ha nó không còn đụng nữa thì nếu ví dụ mà nó có sụp ra sụp bên này sụp xuống ha thì à, trong thời điểm hiện tại bây giờ thì anh em cũng nên cố gắng mình à, à, <laughs> lấy dây ha mình gàn gết để mình tránh tại vì thời điểm này là bắt đầu vô mùa uh, Dông lốc rồi ha có nhiều rồi rồi thì em uh, vào tiêu đề chính ha thì đối về cái việc mà mình uh, sử dụng phân á phân thuốc á mình tưới gốc á uh, cho cây mai như thế nào là đúng đúng ở đây uh, em nói là đúng theo cái giai đoạn ha đúng là đúng theo cái giai đoạn cái cây mai của mình nó cần phát triển ha chứ không phải là tôi đi đúng ví dụ ông a ông đi phân đúng ông b ông đi phân ông đi phân sai ha là tức là mỗi người có một cái cách đi phân khác nhau nhưng những cái mục đích đó, cái mục đích đi phân đó đó là để cho cây mai của mình nó phát triển theo cái giai đoạn nó cần em ví dụ trong giai đoạn này là cây mai của mình nó cần làm nó cần ra cái bộ tàng tức là mình cần cho nó phát triển về cái bộ tàng ha tức là nguyên về cái vàng lá và vàng tàn để cho nó khỏe mạnh nó gặm gạp thì đến thời điểm làm nụ mình làm nụ cho cây mai mình nó mới đạt ha còn nếu mà cái thời điểm mà làm tàn thì cũng có rất nhiều cách để mà mình phối phân ha mình lựa phân mình chọn phân tại vì trên thị trường hiện nay thì nó có rất nhiều phân ha nó nhiều lắm ha chứ nó không có ít như ngày xưa đây cũng cây mai giả tân châu được rồi em để trong ha ra mà không gà em không quay cây này ha tại vì cây đó để em kẹt thì cái đúng và cái sai ở đây á là là không ai đúng và cũng không ai sai ha tức là em nói là có thể gọi là ha nếu mà những anh em nào mà đi phân phân thuốc á mà nó đúng cái giai đoạn mà cây mai nó cần thì nó đúng thôi thì mình đi cây mai mà nó phát triển bộ tàng tức là mình đi đã đi đúng thân rồi đó ha tức là thời điểm này một người đi bất kỳ phân gì ha nhưng mà thời điểm làm tàng là mình cần cái hàm lượng đạm nó cao hơn để cho nó phát triển bộ tàng bộ lá xương chi cành trong thời điểm này thì uh, những anh em đó đi phân là đúng còn những anh em những anh em ha mà trong thời điểm này mình làm tàng mà mình đi phân mà nó bị nghịch lại, tức là mình làm tàn mà mình lấy phân làm nụ, mình làm cho cây mai của mình, thì cái đó gọi là sai ha. Nhưng mà cái tình trạng đó thì rất là hiếm ăn nhưng mà đa phần thì uh, những tình trạng đó, đó là bị là uh, cái thứ nhất là những anh em mới tập chơi ha, mới tập chơi ở đây á, là không phải là không có kiến thức mà là những anh em mới tập chơi, rồi anh em xem trên những uh, uh, những cái, cái trang mạng xã hội chẳng hạn như Facebook, dàn YouTube thì mà anh những anh em cái thứ nhất là xem lướt ha. Cái thứ hai xem lại những video cũ, tức là những video cũ là những video như thế nào? Những video cũ á là những video mà hồi năm ngoái ha thì mọi người vô tình, mọi người vô tìm gõ vô chữ mai vàng thì nó ra rất rất nhiều những cây mai hồi năm ngoái và những năm về trước của những uh, chú bác và uh, những anh em đã chia sẻ lên trên kênh YouTube ha. Mà mọi người vô tình mọi người thấy nguyên cái tàn cây nó đẹp và trong cái thời điểm đó đó thì mọi người vô tình mọi người xem vào trong những cái kênh đó đó mà ngay những cái video mà của người ta làm nụ nhưng mà những cái video đó đó không nói rõ về vấn đề là cái tiêu đề thứ nhất là làm nụ. Thì mọi người vô tình đi phân. Thì đó em gọi là tạm gọi là sai ha, sai tức là sai cách, sai theo cái giai đoạn mà của cây mai nó phát triển. Rồi, thì bây giờ em quay lại cái vấn đề đó ha, là đúng và sai, thì nó rất là đơn giản. Cây mai của mình nó đi tàn, làm tàn ha, trong thời điểm làm tàn thì á, mình cần cái hàm lượng đạm cao là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình cần cái bộ rễ nó khỏe mạnh ha, bộ rễ nó khỏe mạnh đọt nó mới đi. Thì mình hỗ trợ phân anh nào bị ca hàm lượng đạm cao, thì tự động cây mai của mình nó đi đọt và nó phát triển tốt cái bộ tàn ha rồi mình kết hợp ngăn ngừa sâu bệnh ha nấm khuẩn sâu bệnh thì cái tàn của mình nó sẽ đẹp cái đó là em tạm gọi ha là đúng giai đoạn còn về cái phân thuốc mà để mà làm tàn cho cây mai thì cũng có rất nhiều mà anh em mỗi người có một cái cách phối phối phân khác nhau ha mỗi người có một cái cách phối phân sắc khác nhau không ai giống ai hết ha nhưng mà đa phần là những anh em mà đi đúng giai đoạn của nó là đa phần là những anh em đi À, đúng giai đoạn cây mai cần á, là đa phần anh những anh em đi cái hàm lượng đạm cao em ví dụ là cái phân của em đi cái phân em đi ha là hàng 20 10 mười đạm cao đúng không là mình chủ yếu là mình tập trung về dàn đọt và vàng lá vàng tàn trong thời điểm này ha thì á, HVB nè ha là cái thằng dược đọt nó có đa trung quy lượng đầy đủ cái thứ nhất là đọt nó dược cái thứ hai là nó hỗ trợ về bên cái 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 thành phần đa trung với lượng cái cây mai mình nó đầy đủ thì cái đọt nó dược rất là nhanh cái thứ nhất ha rồi về cái bộ ghế em cộng cái bộ ghế ha thì em xài cái loại ghế mà của con heo thì trong cái hàm lượng của bộ ghế đó đó nhà sản xuất đã ghi ra ghế mạnh ha ra cái thứ nhất ra ghế mạnh cái thứ hai phân chèo nhanh ha đi đọt mạnh phân chèo nhanh thì trong ba thành phần của cái chai con heo đó để đem để lấy cho mọi người xem luôn ha trong cái thành phần của cái chai mà dưỡng rễ em cộng vô ha em xài ha thì mọi người nhìn thấy ha bén rễ ra rễ cực mạnh và phát chèo cực nhanh đúng không thì cái giai đoạn này á mình bấm đọt mình bấm đọt ha mình bấm đọt tại vì cái thời giai đoạn này là vào cái giai đoạn cái lúc mà cái thời điểm mà để cho cây mai của mình nó làm cho cây mai của mình nó gặm tàn hơn thì mình cần những loại phân mà nó phân trèo mạnh cũng giống như loại phân này, cũng giống như cái loại mà cái dưỡng rễ này ha, nè phát chèo cực nhanh, đúng không? Ra rễ cực mạnh và phát chèo cực nhanh. Thì trong thành phần này á thì nó rất phù hợp cho cây mai của mình. Tại vì mình bấm đọt đúng không? Cây mai này em chưa bấm ha. Thì mình bấm đọt. Đó bấm đọt như vậy thì mình cần gì mình cần cho cây mai của mình nó phát chèo những cái chèo nách bên trong đúng không thì để cho cây mai của mình nó có một cái bộ tàn gặm đặt tới thời điểm làm nụ thì mình lùm làm nụ là cái thứ nhất mình làm nụ dễ cái thứ hai mình làm nụ cái cây mai đó nó sẽ đặt nó rất nhiều nụ ha và nó rất khỏe cây thì á trong ba thành phần chính á, em đưa ra làng hai mươi em hỗ trợ đạm về cái phần đa lượng là nó giúp cho cây mai mình gì nó đạm nhiều thì cây mai mình cái bộ lá nó sẽ xanh lại ha cái thứ nhất cái thứ hai nó cũng hỗ trợ cái thằng đạm nó là đi đọt cũng mạnh đúng không rồi thằng HVB nó có hỗ trợ thêm đa trung vi lượng thì cái thằng trung vi lượng thì nó giúp cho cây mai mình giảm thiểu tối đa những cái cái cái, cái bệnh chẳng hạn em nói đơn giản nhất là cái bệnh vàng lá gần xanh tại vì nó đã hỗ trợ đầy đủ thành phần đó ha nhưng mà nó ít nhiều gì không biết nhưng mà nó có hỗ trợ thì mình đi liên tục thì cây mai mình nó sẽ giảm thiểu nhất cái vấn đề mà lá me và dàn lá gân xanh đó là cái thứ nhất hạt vb hỗ trợ thằng ghế để phát trào và bộ ghế khỏe mạnh thêm thằng 20 mươi mười cộng thêm nè thằng lân là mười nè thằng kali 10 mười thì cái thứ nhất á nó làm cho cây mai mình đi đọt cái đọt nó mập ha là cái thứ nhất cái thứ hai là cái đọt nó khỏe nó dược thì nó làm cho cái tàn của mai mình là nó em tạm gọi ha là nó khỏe thì đó là những loại phân hợp lý còn những anh em đi khác phân của em khác phân của em ha thì ví dụ nào ba m và thằng 30 mươi mười thì hai thằng đó nó cũng là đúng luôn đúng là theo vậy nào ba m thì nó cũng bên hệ rễ nó cũng phát trào luôn ha còn thằng 30 mươi mười nó đi đọt nó vẫn là đi đọt đúng không thì nó cũng đúng giai đoạn luôn 20 10 10 cộng với lần thằng dưỡng rễ tức là tất cả các loại dưỡng rễ thì nó sẽ hỗ trợ bên hệ rễ ha hỗ trợ bên chi cành tàn và phát treo ha còn về thì cái đó là về cái loại phân mà em em nói là giữa cái đúng và cái sai ha sai là mình đi sai cách tức là mình lấy là cái cái giai đoạn mình cái cây mai mình đang nằm trong giai đoạn phát tàn. mình đi mình đi phân cho giai đoạn làm nụ cái đó là sai ha còn bây giờ đó thì em thấy rất nhiều anh em ha là nói chung là đi rất là đúng rất là đúng ha. nhưng mà những giai đoạn khác nó có mỗi người có một, một cái cách thối phân khác nhau không ai giống ai ha thì còn về cái vấn đề mà nó hợp lý hay là không ha mình cũng là cách sử dụng mà phân và thuốc cho cây mai vàng của mình á nó có hợp lý hay là không thì em nói cái vấn đề hợp lý ở đây ha tức là em nói về cái quá trình phát triển của cây mai vàng và cái quá trình cải tiến ha, của phân thuốc theo thời gian thì ngày xưa ngày xưa ha thì mọi người cũng biết là cách đây khoảng 20 năm về trước thì những như cha ông ta ha tức là những chú những bác những ông ngày xưa đã chơi cây mai vàng thì rất quen thuộc với những loại những cái tên mà, mà của loại phân thuốc thì em nói đến đây tất cả mọi người cũng đã đều biết ha okay. ug thứ nhất cái thứ hai db đó là những cái cách mà ngày xưa ông bà ta ha mà chơi cái mà vàng là sử dụng phân thuốc đó, là thường xuyên Ok db nè ha lân đơn nè kali đơn đúng không tức là bốn cái loại đó đó bốn năm loại gì đó tức là cứ mặc định nhưng mà ngày xưa đi vẫn đúng giai đoạn ha tức là cái giai đoạn làm tàn thì đa phần uh, ông bà uh, chú bác ngày xưa người ta gả ugê thì cái ugê nó là gì Ok và lân thì cái UG nó là hàm lượng đạm cao nhưng mà hàng UG nó là đạm đơn ha mọi người lưu ý kỹ nó chỉ là đạm đơn nó không có là cái thành phần lân vàng kali thì ngày xưa người ta đi là UG cộng hàng lân cái thằng lân thời điểm làm tàn nó hỗ trợ bên hệ rễ lân đơn ha thì nó sẽ hỗ trợ bên hệ rễ rồi đến khi mà cái giai đoạn làm nụ thì người ta cộng kali tức là em nói về cái thời gian mà khoảng mười mấy hai trăm năm về trước ha tại vì cái thời điểm đó là phân thuốc nó không có đa dạng như bây giờ tức là nó không có HPB không có dưỡng rễ này không có dưỡng rễ nọ tức là cái thời điểm đó nói chung là cũng tùy theo dùng ha chứ em không phải là nói là dùng dùng nào cũng có giờ dùng nào không thì khoảng 20 năm trở lên trở về trước á thì nơi em chỉ xài được có là ug và db lân đơn kali đơn là có nhiều đó ha kali muối ớt hồi xưa đó thì á nhưng mà nơi em đặc biệt nơi em thì phân thuốc thời điểm đó thì khó mua ha khó mua tức là có chứ không phải là không ha nhưng mà khó mua thì á cái cách đi ngày xưa thì ông bà ngày xưa người ta đi cũng đúng ha nhưng mà về vấn đề thời gian sau này thì bắt đầu nó sẽ có đa dạng phân thuốc đa dạng phân thuốc ha thì lúc đó mình sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cái thứ nhất cái thứ hai mình mua nó cũng rất là dễ chỉ cần lên mạng bấm một cái phát một ha mình alo một cái bọn hay mình đặt một cái một chốt một đơn thì tự động người ta gửi về đến tận nhà cho mình thì cái về việc phối phân trong thời điểm bây giờ nó rất là dễ ha mình mua rất dễ và phối rất dễ nhưng mà mình phối phân như thế nào để cho nó hợp lý cái hợp lý là em nói ở đây nè ha cái hợp lý là em nói ở đây thì cái hợp lý đó đó nó cũng giống như là mình đi đúng phân đúng giai đoạn hay là không có người dưỡng rễ cộng hai ba loại ha có người xài dưỡng rễ cộng hai ba loại hai loại tức là hai loại dưỡng rễ mọi người là cộng chung vô luôn cũng có ha và cũng có những anh em đi đơn giản một loại dưỡng rễ và một loại 30 mươi mười trong giai đoạn làm tàn ha đó là gọi là đi đơn giản hoặc là 30 mươi mười cộng dưỡng rễ thì đó cũng là cái cách đi à, là đơn giản ha còn về vấn đề hợp lý cái hợp lý ở đây là, là mình bổ sung thêm phân Tức là mình bổ sung thêm Những loại phân mà nó có Những cái hàm lượng Mà nó tốt cho cây mai Em ví dụ em bổ sung thêm là Cái cách đi phân của em ha Là bổ sung thêm là thằng HVB Thì thay HVB phải không Thì tại vì nó hỗ trợ thêm là đa trung quy lượng ha Thì nó giúp cho cây mai mình nó khỏe thêm Đi đọt nó khỏe thêm ha Thì nó cũng Khi mà cây mai của mọi người nó khỏe mạnh rồi thì nó có bể ít nói chung nó ít bị những loại bệnh mà nó tấn công chẳng hạn như nấm khuẩn ha những cây mai mà nó khỏe mạnh thì mọi người để ý đi kỹ đi ha nấm khuẩn rất là ít bị tấn công rất là là là, là ít có ha còn những cây mai mà mọi người cứ để ý những cây mai nào bị lá me vàng lá gân xanh thì nó sẽ bị bệnh đủ thứ nấm hồng nấm này nấm kia sâu bệnh rồi tùm lum hết ha. thì đó là những cây mai mà nó yếu thì về phối phân á, cái cách phối phân hợp lý á Ở hợp lý ở đây á Là mình phối phân cho nó cây mai của mình Là cái thứ nhất, là đúng giai đoạn Là đúng giai đoạn cây mai nó cần Và cái thứ hai Cái thứ hai ha Là mình kết hợp Những loại phân nào mà nó cần thiết Cho cây mai của mình Nó giúp cây mai nó khỏe mạnh Em ví dụ nè, em phối phân là em phối hằng HVB Và chai dưỡng rễ đúng không Thì cũng có những anh em khác đi Cũng là hợp lý luôn ha cũng hợp lý luôn cũng dưỡng rễ thay vì những uh, dưỡng rễ cộng 30 10 10 đúng không thì uh, hoặc là 20 10 10 tức là người ta đi chỉ hai là phân thôi là dưỡng rễ 20 10 10 thì người ta đi lưng phiên một cử NPK và một cử hữu cơ đó đó cũng gọi là hợp lý ha rồi còn về cái phần mà em đã hỗ trợ về hàng HVB cho cái cây mai của em nó có đa trung nó có vi lượng nó có trung và vi lượng thì cũng những anh em đó thì với cái cách đó đó thì hỗ trợ thêm Cái thứ nhất là cộng trung vi lượng gời Tức là những loại ma dê kẽm này nọ đó Tức là những loại uh, trung vi lượng mà nó nó, nó gời ha uh, Một là mình pha nước mình tưới Còn hai là cũng có cái cách để mình phun qua tàn Chẳng hạn như cơm bi Cũng hay là ma gan, ma dê gì đó ha Thì cái đó cũng em cũng gọi là hợp lý ha Tức là mình, mình đi nói về cái cách mà mình tưới phân hay là mình phối phân về cái cách đi phân á thì nó cũng có rất nhiều nó rất đa dạng nó rất nhiều chứ nó không có ít ha. Thì mỗi người có một cách phối phân khác nhau chứ không ai giống ai ha. Còn về cái vấn đề mà đi phân đúng và sai. Sai sai cách á là chỉ có một cách là mọi người trong giai đoạn làm tàn. Mọi người lấy cái phân mà mọi người làm nụ, mọi người tưới cho nó hoặc là phun cho nó thì là sai cách ha <laughs> thì là sai cách thôi chỉ có cái đó là sai thôi ha nhưng mà lúc này thì em thấy anh rất nhiều anh em đi phân nói chung là em là em cảm thấy ha là càng ngày ha những anh em trong cây mai rất là đẹp rất là đạt thì uh, riêng em thì chơi thôi ha chứ không có gì gọi là vườn lớn vườn to uh, hay là mua bán gì nhiều ha tức là chơi chăm uh, cái cây quanh năm vậy đó rồi chở nhà mình chơi rồi thì em xin tạm biệt tất cả mọi người ha Hẹn mọi người lại video sau